cặp chim đẻ này cho em Di với Bạc Liêu nha. Hai con này cô cho anh nó cũng có con bự rồi, đẻ lại rồi ấp, chứ cái này nó có một con lẻ. Để mình bắt cho em Di nghe, bắt tối nay mình gửi luôn, là gửi xe của công ty nó đi về ngang qua Cần Thơ ha. Có 7 giờ mình gửi em Di luôn nha. Ràng mái con nó bên lớn, bán cặp bố mẹ rồi tặng con luôn. Máy nữa.
chim đó nãy bắt nó có đẻ lại 2 trứng. Cặp này bắt ra rồi, bắt trên di rồi, chứ con lẻ đợt này nó có 2 trứng nữa mà bắt giao luôn, bây giờ phải lấy trứng ra bỏ rồi. Phải bỏ trứng rồi. Còn cặp này thì có con nhỏ, con nhỏ này chắc mình phải bắt lại mình đút rồi. Chấm nè, chứ bằng cái cặp hồi nãy thì có con nhỏ rồi, nó đẻ lại có 2 trứng, mới đẻ mới vừa có mấy ngày à, bao ngày gì. Còn cái này thì còn con nhỏ chưa đẻ. Máy nãy mình đeo cái phen, mình đeo dây vô cho dễ biết, anh em cái lấy đầu lấy đồ cắt cắt cái trúng cái giò máu này, cắt hay không. Mới có con có ba lớn rồi lấy gì thì máy được, bắt buộc bắt ra đúc rồi. Cặp này nó mới có con lẻ, cái này có con một hồi, cặp kia thì cũng có con lẻ với 2 trứng, mình bỏ 2 trứng rồi. Còn con lẻ thì mình tặng cho em Di luôn rồi. 2 trứng. Con này thì mình phải đúc chứ mình cũng đâu có gửi được con chết. Đây mình bắt đúc rồi. Di bắt 2 cặp ha, 2 cặp chim đẻ với 1 con chim mái. Rồi tổng cộng anh Di với Bạc Liêu ha, bắt 2 cặp với 1 con mái, với mình tặng cho anh Di cái con chim con luôn, chim con cặp chim kia, tổng cộng là 5 con, với con chim con nữa 6 con. Hẹn hồi mình cũng đi để chú Thơ gửi rồi, tại vì anh Di có xe của công ty Tôm á, đi thành phố gì à,
để ngang về Bạc Liêu rồi có 7 giờ mình đón ở đó rồi xe ngang mình gửi luôn. Rồi có gì tổng cộng trong thùng là 6 em nha. Rồi mình kết thúc luôn đây nha.